Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em đang theo dõi bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em ngay khi kết nối vào. Bất kể anh chị em dùng phương tiện gì để kết nối vào buổi live stream tối nay, tôi cầu xin thần của Chúa lập tức đầy dẫy anh chị em và chúng ta được kết nối cùng nhau. Amen. Tôi biết rằng lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng và cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả anh chị em giờ này. Xin Chúa đầy dẫy chúng ta. Tôi ở đây, anh chị em ở đó. Nhưng mà chúng ta được ở một nơi trong thế giới tâm linh. Amen. Chúng ta được kết nối bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được kết nối bởi đức tin trong danh của Chúa. Anh chị em đừng để cho không gian thời gian giới hạn đức tin của mình. Chúa có thể làm bất cứ việc gì mà Ngài muốn. Amen không ạ? Hôm nay tôi tin rằng khi anh chị em có đức tin, sự chữa lành sẽ xảy ra, sự giải cứu sẽ xảy ra, sự tươi mới sẽ xảy ra cho dù anh em ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Cảm ơn Ngài thật nhiều vì anh chị em vào rất nhanh phải không ạ? Và để không mất thời giờ, anh chị em hãy sẵn sàng cùng tôi trong giờ cầu nguyện. Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện và làm cho tâm linh chúng ta được tươi mới trước mặt Chúa. Anh em hãy nói với Chúa rằng anh em cần Thánh Linh và xin thần của Đức Chúa Trời giáng đổ thăm viếng anh chị em, khai trí mở lòng để anh chị em hoàn toàn có thể hiểu được lời của Chúa buổi tối hôm nay trong trận chiến với quyền lực của sự tối tăm. Amen chị em. Rồi sau khi học lời Chúa, anh chị em cũng hãy xin Chúa cho anh chị em có đức tin để nhận lãnh sự chúc phước, sự cầu nguyện hầu cho những ai trong anh chị em đau yếu được lành bệnh, những ai trong anh em bị ma quỷ quấy phá thì được bình an và được chữa lành. Amen không ạ? Xin Chúa ban phước ha. Cảm ơn Ngài. Nào chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, xin Ngài ban phước cho hết thảy anh chị em, những người đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Đức Thánh Linh ơi, hãy tuôn đổ trên anh chị em con, những người đang kết nối vào live stream tối nay. Hãy tuôn đổ một cách mạnh mẽ trên anh chị em con giờ này. Hãy đụng chạm tấm lòng, đụng chạm thân thể, đụng chạm linh hồn. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng bởi Thánh Linh, con cầu nguyện bởi Thánh Linh, hãy chạm anh chị em con bằng sự sáng của Ngài, bằng sự tươi mới và phước hạnh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy kết nối chúng con lại làm một thưa Chúa. Hãy kết nối chúng con lại làm một thưa Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy ban phước, hãy ban phước, hãy ban phước cho anh chị em con giờ này. Con tạ ơn Ngài thật nhiều. 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 Hallelujah. Anh chị em cầu nguyện, anh chị em hãy cầu nguyện giờ này. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ giờ này. Mỗi một người hãy cầu nguyện mạnh mẽ giờ này. Hãy nói với Chúa Thánh Linh. Hãy nói con chào đón Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đến trên tâm hồn con giờ này. Hãy tuôn chảy bên trong con. Hãy trỗi dậy bên trong con. Đấng đang ngự bên trên và ngự bên trong con. Hãy nói đến chèm. Con tin Thánh Linh đang ngự bên trên và bên trong con. Lạy Chúa đấng bên trong con hãy trỗi dậy. Đầy vinh quang làm cho tâm lòng con được tươi mới giờ này. Cầu nguyện thưa anh chị em. Cầu nguyện thương bạn chị em, hãy cầu nguyện, hãy tin, hãy tin, hãy tin. Thánh Linh ngự trong lòng của anh chị em bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu. Bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu, anh em đã nhận Thánh Linh và Ngài ngự trong lòng của anh chị em, Ngài không ở đâu xa hết. Và anh em hãy thưa với Chúa, Thánh Linh ơi hãy trỗi dậy trong con. Trỗi dậy trong con đầy sự bình an, đầy sự vui mừng, đầy sự tươi mới, đầy đức tin buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, ngợi khen Ngài giờ này. 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 Hãy cảm tạ Chúa anh chị em. Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh trong danh Chúa Giêsu. Những ai đau yếu cũng cảm tạ Chúa, những ai nợ nần cũng cảm tạ Chúa, những ai buồn rầu cũng hãy cảm tạ Chúa, vì sự cảm tạ Chúa dẫn anh chị em đến bên cạnh Đức Chúa Trời, đến hành lang của Đức Chúa Trời. Nơi đó có đầy dậy sức mạnh, quyền năng và sự giúp đỡ. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời đấng đã giúp đỡ, đã cứu rỗi linh hồn anh chị em. Hãy cảm tạ vì những ơn lành của Ngài trong quá khứ, trong hiện tại. Hãy cảm ơn Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng cầu nguyện lên anh chị em. Tiếp tục nào.
Tiếp tục, mỗi một anh chị em giờ này hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ nào. Hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, tuôn đổ cơn mưa trên anh chị em con. Tuôn đổ cơn mưa trên anh chị em con. Anh chị em ơi, hãy đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhận đầy dậy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhận đầy dậy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Đầy dậy Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Nguyện thần khôn ngoan mặc khải đổ trên anh chị em, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Thần khôn ngoan mặc khải đổ trên anh chị em, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói ánh sáng của Chúa chiếu trên anh chị em giờ này. Ánh sáng của Chúa chiếu trên anh chị em giờ này. Ánh sáng của Chúa chiếu trên anh chị em giờ này. Và mắt anh chị em thấy, tai anh chị em nghe, anh chị em kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đến anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đừng làm thinh. Hỡi hơn 200 ông bà anh chị em, đừng làm thinh. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Đổ đầy. Như tôi hay thường nói đó, đạo của Chúa là thần đạo. Và sự thành công của mỗi cơ đốc nhân nằm ở chỗ có đầy dậy Đức Thánh Linh hay không. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, sự đầy dậy Thánh Linh chính là bí quyết cho sự thành công của một đời sống cơ đốc. Nếu anh chị em amen với điều này thì hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy tái đổ đầy Thánh Linh con bên trong lẫn bên ngoài. Cầu nguyện anh chị em. Lạy Chúa, hãy tái đổ đầy con Thánh Linh của Đức Chúa Trời bên trong lẫn bên ngoài, để chúng con có thể giống Chúa Giêsu trong phẩm hạnh và trong năng quyền. Trong danh Chúa Giêsu cầu nguyện anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Lạy Chúa, hãy tái đổ đầy con Thánh Linh của Đức Chúa Trời bên trong lẫn bên ngoài, để con có thể giống Chúa Giêsu kể cả trong tính cách lẫn trong năng quyền. Trong danh Chúa Giêsu cầu nguyện đến cho em. Hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục nào, tiếp tục, tiếp tục với ý tưởng đó nào, tiếp tục với ý tưởng đó nào. Tôi nhắc lại, sự đầy dậy Thánh Linh là chìa khóa cho một đời sống cơ đốc thành công. Vì chúng ta đang tin một đấng, và đấng đó ngự trong chúng ta nhờ Đức Thánh Linh. Đấng đó giúp chúng ta đắc thắng tội lỗi. Đấng đó giúp chúng ta đắc thắng ma quỷ. Đấng đó giúp chúng ta đắc thắng các thế lực đời này. Đấng đó giúp chúng ta có thể sống giữa thế giới này một cách đầy dẫy sự bình an, mặc dù xung quanh chúng ta đầy sụp đổ và bất an. Đấng đó chính là Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, bởi Thánh Linh đang ngự trong lòng anh chị em. Anh chị em có tin điều đó không ạ? Bởi sự đầy dẫy Thánh Linh, anh chị em sẽ cảm nhận một cách thực tế rằng Chúa Giêsu đang sống bên trong chúng ta, sống bên trong con trai con gái của Ngài, bởi sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu anh em tin điều đó, hãy cầu nguyện với tôi một cách xác quyết. Lạy Chúa, con tin đấng ngự trong lòng con là Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ơi, hãy tuôn tràn trong con. Tuôn tràn trong con sự khôn ngoan và sự mặc khải, để con nhận biết Chúa Giêsu là đấng ngự trong lòng con. Con cầu nguyện với Cha trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cầu nguyện đi anh chị em. Cứ theo ý đó, anh chị em hãy tuôn đổ ra với Ngài nào. Tuôn đổ ra với Ngài nào. Nhất là những anh chị em, nhất là những anh chị em mà chưa bao giờ kinh nghiệm được Chúa Giêsu một cách thực hữu, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện đó. Hãy nói lại một lần nữa theo tôi. Lạy Cha, con tin rằng Đức Giêsu đang ngự trong lòng con bởi Đức Thánh Linh. Con càng đầy dẫy Thánh Linh, con càng nhận biết sự hiện hữu của Ngài trong tấm lòng con. Vì thế lạy Chúa, hãy tuôn tràn trên con thần khôn ngoan và thần mặc khải, để con nhận biết Chúa Giêsu. Tái đổ đầy con bên trong lẫn bên ngoài, quyền năng của Thánh Linh và phẩm hạnh của Thánh Linh, để con nhận biết Chúa.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, cầu nguyện đến cho em. Cầu nguyện theo lời đó giùm tôi trong danh Chúa Giêsu. Hỡi gần 300 anh chị em hãy cầu nguyện giùm tôi, cầu nguyện giùm tôi, cầu nguyện giùm tôi, cầu nguyện giùm tôi điều đó. Tôi biết rằng ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào rời chạm được Chúa Giêsu là đấng phục sinh. Ngoại trừ nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào nhận biết Chúa Giêsu. Vì cỡ đó mà Kinh Thánh chép rằng người đời này không thể biết Chúa Giêsu. Người đời này không thể tin Chúa Giêsu. Người đời này không thể theo Chúa Giêsu nếu không có Đức Thánh Linh kéo đến. Đó là sự thật 100%. Sự thật 100%. Cho nên anh chị em ơi, tôi cần Thánh Linh, anh chị em cần Thánh Linh. Những cơ đốc nhân mà không cần Thánh Linh, không có Thánh Linh thì chỉ là cái xác khô thôi, vỏ bọc tôn giáo thôi, cái áo tin lành khoác lên thôi, còn thật ra chả biết gì. Cho nên tôi và bạn chị em không phải như vậy. Tôi và bạn chị em là những người tin vào thần an ủi, tin vào đấng an ủi, tin vào đấng giúp đỡ, tin vào đấng mà Chúa Giêsu nói rằng ta đi là ích lợi cho các người. Vì nếu ta không đi thì thần an ủi sẽ không đến. Tôi và bạn chị em là những người tin rằng Đức Thánh Linh đã ngự bên trên và ngự bên trong chúng ta, khiến chúng ta đầy phẩm hạnh của đấng Christ và đầy quyền năng của đấng Christ để có thể sống đắc thắng giữa cõi trần này. Trong danh Chúa Giêsu cầu nguyện anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Lạy Chúa, con cần Thánh Linh để sống đắc thắng. Lạy Chúa, con cần Thánh Linh để nhận biết Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con cần Thánh Linh để có thể sống được một cách giống Chúa Giêsu như Ngài trên đất này. Con tin và con nói trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen và amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow, anh chị em có tin điều đó không? Tôi cho rằng tất cả anh chị em mình tin điều đó, vì điều đó chép trong Kinh Thánh. Không ạ, điều đó chép trong Kinh Thánh. Thì Kinh Thánh nói rằng chỉ có Thánh Linh mới tỏ Chúa Giêsu cho chúng ta. Tỏ cho chúng, nhắc lại cho chúng ta nhớ mọi điều Ngài dạy dỗ và bày tỏ cho chúng ta những sự sẽ xảy đến. Cho nên anh chị em ơi, là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào mà không xây dựng mối quan hệ mật thiết tương giao mỗi ngày trong Đức Thánh Linh. Trong Đức Thánh Linh, trong Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Amen chị em. Amen. Chúng ta không phải là những Pharisee và thầy thông giáo thời hiện đại. Chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, là những người đầy ơn và đầy lẽ thật, là những người đầy thân và đầy sự thông sáng, là những người nhận biết Chúa và những người thờ phượng Chúa trong linh và trong lễ thật. Chúng ta là những người tái sanh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta là những người uống Thánh Linh và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người không cậy xác thịt nhưng cậy Thánh Linh mà hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta là những người không khoe mình trong xác thịt nhưng khoe mình trong sự nhận biết Chúa Giêsu bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nào, trước khi chúng ta bắt đầu bài học buổi tối hôm nay, anh chị em ơi, hãy chia sẻ live stream này trên tất cả các nền tảng nào mà anh chị em tham gia để nhiều người có thể nghe, biết và hiểu lời của Đức Chúa Trời và họ cũng được cứu như tôi và bạn chị em. Họ cũng được đầy dẫy Thánh Linh như tôi và bạn chị em. Họ cũng được nhận biết Chúa Giêsu như tôi và bạn chị em. Và họ trở về với Cha thực sự trên trời để chúng ta có thể có một cộng đồng lành mạnh cùng nhau ở trời, tại trên đất này. Amen chị em. Hãy chia sẻ, hãy chia sẻ, hãy chia sẻ. Còn cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ban phước cho anh chị em về nghĩa cử tốt đẹp này. Anh chị em đang cùng tôi để giảng phúc âm một cách gián tiếp đó thôi. Và phần thưởng chúng ta là như nhau. Amen chị em. Cảm ơn Ngài. Nào một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, gửi lời chào thân thương đến tất cả bạn chị em, là những anh, những chị trong đức tin của chúng ta. Dù anh chị em ở bất cứ nơi nào, chúng ta đang được kết hiệp làm một trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng nhau là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta uống chung một Thánh Linh, thờ chung một Chúa, gọi chung một Cha, là đấng làm mọi việc ở trong chúng ta. Amen. Chúng ta không phải là hai, mà là một trong quyền năng của Ngài. Và không để anh chị em đợi lâu, buổi tối hôm nay chúng ta học bài học thứ 3 trong loạt bài Tà Linh Vô Tín. Tà Linh Vô Tín. Bài thứ 3 này có tựa đề là Tà Linh Vô Tín là nguyên nhân của sự câm, sự điếc, sự mù thuộc linh. Câm, điếc, mù thuộc linh. Đó là cái chủ đề của chúng ta.
Tại sao mình nói điều này? Tại vì rất là nhiều người, ông bà anh chị em mù và điếc thuộc linh, nhưng không biết cách giải quyết, cũng không biết rằng mình thật sự đang mù và điếc thuộc linh. Có thể lỗ tai anh chị em này đang vẫn nghe bình thường, mắt anh chị em vẫn đang nhìn thấy bình thường, nhưng mà tai thuộc linh và mắt thuộc linh thì hoàn toàn điếc và mù bởi tà linh vô tính. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra, và chúng ta cứ như vậy sống một đời sống cơ đốc rất yếu đuối và bất toàn giữa kẻ thù đang rình mò xung quanh. Cho nên buổi tối hôm nay tôi cậy ơn Chúa để chia sẻ cho anh chị em cái nguyên nhân nào dẫn đến cho chúng ta là những con cái của Chúa bị mù và điếc thuộc linh. Rồi chúng ta sẽ học cách làm thế nào mà ma quỷ nó lại có thể làm mù làm điếc con cái của Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo chúng ta học cách để chống trả và đắc thắng. Amen anh chị em, chúng ta có 3 phần như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh thôi. Anh chị em thường nghe trong Kinh Thánh á, Chúa Giê-xu hay nói cái câu là ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Không ạ, ở trong Khải Huyền đó, Khải Huyền chương 2, anh chị em nghe rất là nhiều những cái từ này lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chúa hay nói ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Cho nên khi chúng ta đọc cái câu này, chúng ta thấy có cái từ là có tai thì hãy nghe, nó giống như là một cái lời chào mời. Một cái lời chào mời, chào mời chúng ta hãy nghe Chúa, nghe Thánh Linh phán. Và đây là một lựa chọn, phải không ạ? Lựa chọn, có người nghe được, có người không nghe được, có người chọn nghe và có người không muốn nghe. Vì vậy cho nên đây là một lời mời từ Chúa, để cho chúng ta luôn luôn có ý thức rằng Chúa Thánh Linh luôn phán, và chúng ta có cái đặc ân hay có cái cơ hội để được có thể nghe, nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không? Nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Và một điểm nữa, trước khi mà bước vào cái chủ đề thì tôi cũng nhắc cho anh chị em là trong cái quá trình phục vụ của Chúa đó, thì Chúa Giê-xu luôn luôn cũng nhắc lại cái câu, lúc Ngài trên đất đó cũng nhắc lại cái câu ai có tai mà nghe hãy nghe. Ngài hay kể những dụ ngôn về vương quốc Đức Chúa Trời, và Ngài nói rằng Ngài kể như vậy để cho những người có sự thông hiểu sẽ hiểu, còn những người mù và những người điếc thì không thể nghe được, không thể hiểu được, không thể có đức tin. Dèm tham ạ. Ví dụ như trong Ma-thơ chương 13 câu 15, Chúa trách những người Giu-đa, những người Pha-ri-si và thầy thông giáo thời bây giờ như thế này: vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải và ta chữa lành, chữa họ được lành chăng? Anh chị em thấy không ạ? Chúa đang nhìn vào dân của Ngài thời bấy giờ là dân Do Thái đó anh chị em, và Chúa đang nhìn thấy cái tình trạng thuộc linh của họ là một tình trạng cực kỳ bi đát. Tấm lòng thì cứng cỏi, có nghĩa là tâm linh á, tâm linh cứng cỏi có nghĩa là khô cứng, không hoạt động, không nhúc nhích, không nhạy bén, không cựa quậy, giống như là ngủ đông vậy, nó gọi là lòng cứng cỏi. Và tai thuộc linh của họ thì nặng tai. Anh chị em biết những người già người ta hay nói là cái cụ này nặng tai rồi, muốn nói gì phải hét to vào lỗ tai, còn nói bình thường không ai nghe, phải không ạ? Nặng tai và mắt thấy nhắm lại, mắt mù nhắm lại, mắt bị lé, bị mù, bị chột, cho nên họ hư mắt họ nhắm lại. Như vậy thì dưới cái con mắt của người bình thường thì người ta thấy dân Do Thái thời bây giờ vẫn đàng hoàng, vẫn đẹp đẽ, râu vẫn để dài, rồi mặc áo vẫn đạo mạo, không ạ? Vẫn có chức danh, chức sắc, tôn giáo đàng hoàng, như là thầy tế lễ, rồi thầy tế lễ thượng phẩm, rồi là những cái chức nọ chức kia, ui rất là hoành tráng. Nhưng mà trong cái con mắt thuộc linh thì Chúa Giê-xu lại thấy họ là những người cực kỳ là bất toàn, bất toàn, vừa điếc vừa mù, lại vừa bị đơ đơ nữa, dùng cái từ là đơ đơ, điếc mù và đơ đơ. Tại anh chị em, đây là những cái tầng lớp tôn giáo thời bây giờ, và Chúa Giê-xu hay
trách họ, hay trách họ là những kẻ giả hình, Pharisee là những kẻ giả hình, là những kẻ sống hai mặt, đúng không ạ? Vì họ không có nhận biết ánh sáng của Chúa và họ sống trong cái sự giả dối như vậy đó anh chị em. Và có một điểm rất là hay mà tôi muốn bày tỏ cho anh em về cái chuyện điếc và mù ở đây, nó có liên quan gì đến đức tin, nó liên quan gì đến cái tấm lòng đức tin chúng ta, hay nói nôm na nó liên quan gì đến cái sự tin hay không tin đó anh chị em. Đây là chỗ mà tôi muốn nói, không ạ, để chúng ta có một chút hiểu biết về cái chỗ này. Bây giờ thì tôi sẽ mở ra trong Ma-thi-ơ chương 15-16, tôi đọc cái câu chuyện này cho anh chị em thấy. Cái câu chuyện này cho anh chị em thấy. Ma-thi-ơ chương 15-16. Đây. Từ câu thứ 29. 29. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê rồi lên núi mà ngồi. Bấy giờ có một đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi câm tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của Israel. Và từ câu 32 trở đi thì Ngài nói rằng Ngài thương xót cái đoàn dân đông này. Anh chị em biết đó, là họ đi theo với Chúa mấy ngày trời rồi, không ăn không uống gì cả, đúng không ạ? Vì sao? Vì họ có bệnh trong người, người què, người tàn tật, người câm, rồi người đuôi mù đi theo Chúa. Mà anh chị em biết những người đó làm gì có tiền, đúng không ạ? Làm gì có tiền, cho nên đi theo Chúa và Chúa chữa lành cho họ. Đến lúc Chúa chữa lành cho họ xong rồi thì họ đói quá, mấy ngày trời đi theo Chúa đói quá, và Chúa bắt đầu mấy sao anh chém hóa bánh ra cho họ ăn, vì họ đang kéo theo Chúa trong nơi hoang mạc, trong nơi đồng vắng. Rồi Chúa hóa bánh ra cho một đoàn dân này ăn xong thì Ngài biểu các môn đồ lượm những cái gì thừa lại, đúng không? Lượm những gì thừa lại thì thấy là được 7 giỏ đầy bánh thừa, số người ăn là 4,000, không kể đàn bà con trẻ. Anh chị thấy chưa? Lượm lại rồi rất là quyền năng. Rồi sang chương 16 thì Chúa mới bảo các môn đồ đi qua bờ bên kia, ok không ạ? Qua bờ bên kia, trong câu 5 của chương 16. Khi các môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem theo bánh theo, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng: hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5,000 người ăn và người lượm được mấy giỏ bánh đầy thừa sao? Lại không nhớ 7 cái bánh cho 4,000 người ăn và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pharisee và Sadduce. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pharisee và Sadduce. Ok, chỗ này tôi muốn phân tích một chút để cho chúng ta nắm được vấn đề, phải không ạ? Chúa sang bờ bên kia cùng các môn đồ và Chúa nói rằng là gì? Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadduce. Men đó là men gì? Men câm, điếc, mù, cứng lòng, giả hình. Anh em theo? Men cẩn thận, bởi vì men nó có thể, đó nó có thể hủy hoại cuộc đời của mình. Nó giống như cái men làm bột vậy đó. Anh chị em lấy cục bột bỏ tí men vô, sáng ngày nó nở to như cái nồi liền, nó lan ra.
Vì ở đây chúng ta cũng có được bài học, nhờ đó chúng ta có bài học. Khi chúng ta tiếp xúc với những người điếc, mù, câm, cứng, chai, đơ và mặt thuộc lắm, nó sẽ lây sang cho chúng ta. Câu hỏi là làm sao nó lây? Đúng không chị? Làm sao mà nó có thể lây được đây nào? Từ đó tôi mới cho anh chị em một cái chỗ rất là quan trọng, là chỉ có tà linh nó mới có thể nhảy từ người này sang người khác. Ngụ ý của Chúa Giê-xu muốn nói rằng cái chuyện mà những người Pha-ri-si và thầy thông giáo bị điếc, bị mù, bị câm, bị đơ và mặt thuộc linh, nó có nguyên nhân từ một thế lực vô hình gọi là tà linh vô tín. Tà linh vô tín, tôi sẽ chứng minh cho anh chị em bằng cái câu kinh thánh ở phía dưới mà anh chị em vừa nghe, là khi các môn đồ của Chúa nghe lời của Chúa mà không hiểu, đúng không ạ, không chấp nhận, không biết gì cả, tối tăm mặt mày, thì Chúa Giê-xu nói cho anh chị em: hỡi kẻ ít đức tin. Hỡi kẻ ít đức tin. Anh em để ý thấy không ạ? Cho nên ở đây Chúa Giê-xu đánh đồng cái chuyện là kém đức tin, thiếu đức tin, hay gọi là vô tín không tin, với cái sự gì? Thiếu hiểu biết. Khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà không hiểu gì, khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà chống trả lại, khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà bỏ ngoài tai, thì đồng nghĩa với linh vô tín đang hành động trong người đó. Anh em ghi nhớ chỗ này. Cái sự thiếu hiểu biết, cái sự từ chối lời Chúa, cái sự chống lại lời Chúa, đó là hành động một cách thấy được của tà linh vô tín trong lòng người. Vì vậy thưa ông bạn chị em, hãy cẩn thận khi chúng ta tiếp xúc, ăn cùng, nghe cùng, ở cùng, hầu việc Chúa cùng, nhóm cùng với những người điếc, mù, câm, đơ về mặt thuộc linh. Vì trên thực tế trong họ có tà linh. Mặc dù có thể tà linh đó nó rất khác với những loại tà linh khác, nó không có biểu lộ, nó cũng không nôn ói, nó cũng không có giật đùng đùng, nó không có nói năng gì cả. Nhưng tà linh vô tín là một tà linh cực kỳ mạnh sức để kéo con người ra xa khỏi ân điển của Đức Chúa Trời, để khiến cho họ sống một đời tôn giáo, sống một đời giả hình, sống một đời chỉ có vẻ bề ngoài nhưng không có thực chất bề trong, chả biết gì cả, nhưng vẫn tỏ ra vẻ rằng tôi biết Đức Chúa Trời. Đó là linh vô tín. Anh chị em ơi, tà linh này không những đang hành động trong thế gian mà còn đang hành động trong vòng con cái của Đức Chúa Trời, để cho họ trở nên mù lòa, câm điếc và đơ về mặt thuộc linh, gọi là trơ đó, cháy cũng không cháy, đốt không cháy. Anh chị em theo không ạ? Vì vậy tôi mới nói với anh chị em, đó là một cái điều mà anh chị em hết sức cẩn thận nha. Tôi nhắc lại chân lý của phần 1 nha. Khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà không hiểu, khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà nổi cơn thạnh nộ phản bác chống lại, khi một người nghe lời Đức Chúa Trời mà không chấp nhận, thì anh chị em ơi, trên thực tế người đó có tà linh vô tín. Chúa Giê-xu đánh đồng cái chuyện vô tín với cái chuyện hiểu biết, hiểu lời Ngài. Hiểu lời Ngài, phải không ạ? Bây giờ tôi sẽ nói tiếp cho anh chị em biết cái cách thức mà cái loại linh này nó hoạt động để nó làm mù, làm điếc, làm đơ con người như thế nào nha anh chị em. Tôi sẽ nói về điều đó.
Anh chị em có thể mở cùng tôi trong Côrintô thứ nhì chương 4 câu 4. Dạ, Côrintô nhì chương 4 câu 4. Tôi đọc anh chị em nghe. Dạ, Côrintô nhì chương 4 câu 4. Anh em nhớ có kinh thánh theo nha, để chúng ta học lời Chúa chúng ta được thuyết phục. Mấy anh chị em. Dạ, câu 4 nè. Rồi, tôi đọc anh chị em. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Tức là ý Phao-lô muốn nói rằng những người không tin, khi nghe lời Chúa mà không hiểu, chống lại, phản lại, lên án, chối bỏ, thì những người này trên thực tế bị thần đời này làm cho mù lòng. Mù lòng có nghĩa là tâm linh đó. Lòng là tâm linh đó. Mù mắt à, mù mắt. Không tin có nghĩa là nghe mà không hiểu, có nghĩa là điếc. Và không thấy được sự chối lối của phúc âm, tức là không thấy được vinh quang, có nghĩa là tâm linh của họ bị đơ, đóng băng, biết gì cả. Và nếu Satan có thể làm điều này cho những người ở ngoài kia, thì chắc chắn nó cũng tìm cách để tấn công con cái Đức Chúa Trời. Và có rất nhiều vô số con cái của Đức Chúa Trời hiện nay bị ảnh hưởng của tà linh này, vì được lây từ các thầy thông giáo và người Pharisee hiện đại, lây từ cái linh đó mà trở nên mù, điếc, đơ về mặt thuộc linh. Rất tội nghiệp. Rất tội nghiệp. Có những người nói với tôi là mục sư ơi, tôi đã từng được báp têm thánh linh, tôi đã từng nói tiếng lạ và rất ngọt ngào với Chúa, nhưng mà rồi tôi đi nhóm lại với một hội thánh không tin báp têm thánh linh, chống đức thánh linh và phản bác và cho rằng những điều đó là ma quỷ. Và bây giờ sau chục năm tôi nhóm ở đó, tôi không thể cầu nguyện với Chúa được nữa, tôi không thấy được Chúa hiện diện trên đời sống tôi nữa, tôi hoàn toàn trở nên đơ và tôi đọc kinh thánh cũng không hiểu được nữa, tôi không thấy Chúa ở đâu trên cuộc đời tôi nữa, hãy giúp tôi như thế nào đây mục sư? Đó anh chị em, sự thật nó là như vậy. Cho nên tôi nói với anh chị em, tà linh vô tín này nó không những tấn công những người ở ngoài kia mà nó còn len lỏi vào để dẫn dụ con cái của Đức Chúa Trời đi nghe, đi học, đi liên kết với những Pharisee và thầy thông giáo hiện đại, là những kẻ thực tế dù cả áo cả mão nhưng mà thực tế đang điếc, đang mù, đang đơ. Và tà linh nó nhảy từ những người đó, nó ám vô những người theo họ. Thế là đại bộ phận, một phần lớn con cái của Đức Chúa Trời trở nên gì anh chị em? Trầm cảm và mặt thuộc linh luôn, chả biết gì không à? Và đang từ những người yêu mến Chúa quay trở lại chống thánh linh một cách kịch liệt, chống dấu kỳ phép lạ một cách kịch liệt, chống những điều siêu nhiên mà Đức Chúa Trời làm một cách kịch liệt, giống như họ chống Chúa Giê-xu. Khi thấy Chúa Giê-xu đuổi quỷ, họ nói ôi Chúa Giê-xu là dùng chú quỷ trừ quỷ. Họ nói Chúa Giê-xu là bị quỷ ám. Anh em thấy tà linh vô tín nó nói không? Quỷ ám. Cho nên nếu chúng có thể nói Chúa Giê-xu bị quỷ ám thì nó có thể hoàn toàn nói anh chị em là bị quỷ ám. Chuyện bình thường. Cho nên anh chị em cẩn thận tà linh này. Cẩn thận. Hãy giữ mình khỏi men của người Pharisee và Sadducee thời hiện đại. Giữ mình. Những kẻ chống thánh linh, những kẻ chống lại kinh thánh, những kẻ phản bác những điều trong kinh thánh mà anh chị em thấy sợ sợ, tôi nói cho anh chị em hãy tránh họ như tránh tà, tránh ma, tránh quỷ như thế nào, hãy tránh những người đã như vậy, bởi vì trong họ có tà linh. Amen cho anh chị em. Rồi bây giờ tôi sẽ nói là con quỷ vô tính này nó làm mù, làm điếc, làm đơ người ta bằng cách gì?
Anh em dở cùng tôi trong Mác. Mác chương 4, phải không ạ? Đây là một câu chuyện hết sức quen thuộc. Hết sức quen thuộc mà chúng ta đã đọc nhiều lần trong Mác chương 4. Rồi anh chị nghe nha. Rồi. Mác chương 4. Từ câu số 3, Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người đi gieo giống đi ra đặng gieo. Đừng khi gieo, một phần rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên. Vì bị lấp không sâu, nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo. Phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra. Một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chị em thấy không? Chúa cứ lặp lại: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Rồi, bây giờ tiếp theo, khi ở một mình thì Chúa giải thích. Chúa giải thích. Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ này sao? Vì không hiểu thí dụ này thì làm sao mà hiểu mọi thí dụ được? Và câu 14 Ngài giải thích: Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo để gieo trong lòng họ đi. Anh em thấy không? Như vậy thì một người nghe lời Chúa mà không hiểu, có nghĩa là không tin, chống lại, thì ai đến, ai ở đây xuất hiện anh chị em? Ma quỷ. Thấy chưa? Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, chứ không phải là mình tự nghĩ ra là ồ nào quỷ nọ quỷ kia. Mình không tự nghĩ. Lời Chúa nói: Một người nghe lời Ngài mà không hiểu, không tin, chống lại, thì nó thu hút cái gì? Thu hút con quỷ. Quỷ này gọi là quỷ vô tín. Nó đến nó làm cho tai người đó điếc, mắt người đó mù, tâm linh người đó đờ, cướp luôn và trói buộc người đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta tin, chúng ta thuận phục, chúng ta vâng lời, chúng ta thu hút Đức Thánh Linh. Nhưng khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta vô tín, chúng ta chống lại, chúng ta bội nghịch, chúng ta tự lý luận logic, chúng ta phản bác, chúng ta thu hút quỷ vô tín, hay còn gọi là tà linh vô tín. Nó đến ngay thôi. Kinh Thánh chép thế. Đây không phải lời tôi nói, Kinh Thánh chép thế. Tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Anh em thấy chưa? Cho nên chị em, tôi và bạn chị em đang đối diện với một thế lực, đó là tà linh vô tín. Không phải chúng ta đối diện với con người, không phải chúng ta đối diện với khoa học kỹ thuật đời này, không phải chúng ta đối diện với thuyết nọ thuyết kia, nó như là thuyết tiến hóa Darwin, hay là thuyết lượng tử, hay là tôn giáo nọ tôn giáo kia. Không, anh chị em ơi, chúng ta không đối diện với những cái thế lực con người. Thật sự chúng ta, để có đức tin, chúng ta đang đối diện với một thế lực ma quỷ gọi là linh vô tín. Anh em thấy chưa? Như vậy nó rất phù hợp với lời của sứ đồ Phaolô nói trong Ephesos chương 6. Và cuộc chiến của chúng ta không phải với thịt và huyết. Chúng ta chiến trận không phải với thịt và huyết, bèn là với gì? Chủ quyền, các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Vì vậy anh chị em, khi anh chị em mở Kinh Thánh này ra đọc, hãy cẩn thận về thái độ của mình. Được không anh chị em? Rất cẩn thận về thái độ của mình. Đó là lý do Chúa Giêsu nói rằng: Nếu các ngươi không trở nên như một đứa trẻ thì không thấy vương quốc thiên đàng, không thấy thánh linh đâu. Chúng ta trở nên một như đứa trẻ để làm gì? Để khi chúng ta đọc lời Chúa nói sao chúng ta tin vậy. Anh chị em thấy đứa trẻ không? Anh chị em nói gì là tin cái đó? Không có lý luận, không có phản bác, không có lên án, không có chỉ trích, không có bội nghịch, nó cũng không có câu có, nó cũng không có giận dữ gì cả.
đứa trẻ nói sao? Nó tin vậy. Chúa muốn chúng ta có một thái độ như một đứa trẻ trước lời Ngài. Lời Ngài nói rằng bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, chúng ta được lành bệnh. Tin. Lời Ngài nói rằng Ngài đã chết trên cây gỗ để cho cất sự rủa xả của chúng ta đi, hầu cho phước lành Abraham đổ trên đời sống chúng ta. Tin. Lời Đức Chúa Trời nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi hãy nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Tin. Lời Đức Chúa Trời nói rằng ai tin ta lấy danh ta mà trừ quỷ. Tin. Ai tin ta đặt tay người bệnh sẽ lành. Tin. Ai tin ta sẽ làm được việc ta làm, còn làm lớn hơn nữa. Tin. Ai tin ta sẽ dùng tiếng mới mà nói. Tin. Anh tin thế không ạ? Khi chúng ta có một chút gì đó phản bác là lập tức chúng ta thu hút cái gì anh em? Hãy nhớ lời tôi, thu hút Satan. Khi chúng ta chống lại lời Đức Chúa Trời, chúng ta thu hút Satan. Chúng ta mời gọi quỷ vô tiếng bước vào đời sống mình. Cho nên chị em, hãy nghe tôi nói một lần nữa đây. Hãy cẩn thận, rất cẩn thận khi anh em đọc lời Chúa. Và cũng rất cẩn thận khi anh em ngồi nghe những người chỉ trích lời Đức Chúa Trời. Anh em ơi, tắt đi, đừng có nghe. Amen không ạ? Tắt đi. Đừng có nghe những người chỉ trích lời Đức Chúa Trời, những người chỉ trích phép lạ, những người chỉ trích người nói tiếng lạ, cho rằng đó là quỷ là ma, những người chỉ trích những người được sức dầu của Đức Chúa Trời. Anh em nghe, Satan nó đến, nó ngồi bên cạnh anh em và nó có thể ám vào tâm trí anh em, ám vào và nó khiến cho tai anh em bắt đầu điếc một tí rồi đó, mắt bắt đầu mờ mờ một tí và tâm linh bắt đầu đờ đờ. Mà nếu anh em càng thích nghe, càng thích thu hút, đến một lúc anh em điếc hẳn luôn, mù hẳn luôn, đơ hẳn luôn và trở thành người chống lại Đức Thánh Linh mà không biết. Hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Nguyên nhân của mù và điếc thuộc linh nằm ở chỗ đó. Tránh xa đi. Tránh như tránh tà vậy đó. Lóc luôn, đừng để cho nó xuất hiện. Ngày hôm nay anh chị em đăng xuất luôn, đúng rồi, có chị nào đó vừa mới bình luận tôi thấy rất hay, đăng xuất luôn, cho nó đăng xuất luôn, đăng xuất khỏi cuộc đời mình luôn, ok chưa? Đăng xuất khỏi cuộc đời mình, không quan tâm, cho dù nó có áo có mão, cho dù nó có chức danh địa vị người đời tôn trọng cỡ gì, phải không ạ? Cho nó đăng xuất khỏi cuộc đời mình, đừng nghe những thứ đó thu hút tà linh ám trên đời sống anh chị em. Khiến cho tâm linh anh chị em trở nên đơ, khiến cho tai anh chị em điếc không thể nghe tiếng Chúa, mắt anh chị em mù không thể thấy khải thị của Đức Chúa Trời. Tôi đố anh chị em mà tìm được những người ở trong những cộng đồng chống đối Thánh Linh, chống đối Đức Chúa Giêsu, chống đối lời Chúa mà có những cái hiện tượng siêu nhiên, tôi đố anh chị em tìm nào. Tìm những người đó như mò kim đáy biển, không có, toàn kẻ chết không à. Giống như Chúa Giêsu nói, các người giống như gì ạ? Mồ mả tô trắng. Bên ngoài thì trông đẹp đẽ nhưng bên trong thì hài cốt thú quắc à. Hài cốt thú quắc à. Cho nên là anh chị em hãy cẩn thận nha. Rồi. Chúng ta sẽ đến mục thứ ba, làm thế nào để chiến thắng tà linh vô tín. Rất đơn giản. Chúng ta hãy ý thức rằng cuộc chiến của chúng ta không phải với con người. Đúng không ạ? Đừng chỉ trích con người. Con người là nạn nhân thôi. Đáng thương lắm anh chị em. Thật sự rất đáng thương nha. Dù người đó có thế nào, nói những lời trông rất là nghe rất là khó chịu, nhưng mà tao nói anh chị em hãy ý thức giùm tao một điều nè. Có con quỷ trong người đó, con quỷ vô tín trong người đó. Và con quỷ đó mới là nguyên nhân của mọi sự, chứ không phải con người, được không? Cho nên để chúng ta chiến thắng được trong cuộc chiến này, tôi và bạn chị em đầu tiên phải có tấm lòng tha thứ. Anh chị em ghi giùm tôi chỗ này. Tôi biết điều này nó khó cho chúng ta. Bởi vì là chúng ta bị nhiều những cái vu khống, nhiều những cái tổn thương, nhiều những cái bất hợp lý, nhiều những cái phải nói là
dùng cái từ là không thể chấp nhận được. Phải không ạ? À? Mình bị đối xử như vậy. Nhưng mà anh em, tôi nói nè, chúng ta phải tha thứ. Đừng giữ sự vấp phạm trong lòng. Vì khi anh em giữ sự vấp phạm trong lòng, anh em đọc lời Chúa, anh em không thể lãnh hội được, anh em không thể hiểu được. Và một lần nữa anh em lại vô tình mời gọi tà linh vô tín nó đến. Bởi vì sự vấp phạm, sự tổn thương cũng có thể làm mù lòng chúng ta. Nó bạn bè với nhau ấy mà. Amen. Cho nên chúng ta phải tha thứ. Tha thứ vô điều kiện. Tha thứ một cách rốt ráo 100%. Kể ai muốn làm gì làm. Chúa ơi, con tha thứ vì họ không biết điều họ nói, họ không biết điều họ làm. Tha thứ. Rồi, khi mình tha thứ xong thì mình giữ tấm lòng bình an. Và tôi muốn cho anh chị em biết một cái điều rất đơn giản như thế này. Ai cũng có tai để nghe lời Chúa hết á. Ai cũng có miệng để đọc lời Chúa hết. Nhưng để lời của Đức Chúa Trời thực sự đi vào tâm linh, tức là vào tấm lòng mình, thì chúng ta phải nghe và đọc lời Chúa bằng tấm lòng, không phải bằng lỗ tai và cái miệng này. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Không phải bằng lỗ tai và cái miệng. Chúng ta phải nghe và đọc lời Chúa bằng tấm lòng. Có nghĩa là chúng ta phải đến với Kinh Thánh với một tấm lòng cởi mở và khiêm nhường. Cởi mở và khiêm nhường. Cởi mở có nghĩa là gì? Chúng ta không có một định kiến nào với lời Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ có một định kiến gì với lời Chúa. Có thể trong quá khứ ai đã nói với anh chị em là cái quyển Sáng Thế Ký là cái quyển không thể nào chấp nhận được vì nó quá phi logic, nó lộn xà lộn xộn, đúng không ạ? Nó không có đúng. Cái quyển Sáng Thế Ký là cái quyển sách lộn xộn, không có đúng. Rồi cũng có thể trong quá khứ anh chị em nghe ai đó nói quyển Khải Huyền là một cái quyển hoang tưởng, một cái quyển mà một người hoang tưởng viết ra, không đầu không đuôi, không logic, không có liên kết liền lạc gì. Có thể anh chị em đã từng nghe như vậy. Và vậy anh chị em vô tình lòng anh chị em có định kiến với Kinh Thánh. Định kiến. Và bởi đó khi chúng ta mở Khải Huyền ra chúng ta đọc, tự nhiên có con quỷ nó nói trong đầu, ôi giời, cái quyển này sao mà hiểu được mà đọc, lộn xà lộn xộn, đọc gì. Hoặc là chúng ta mở Sáng Thế Ký ra, cái quyển này phi logic, phi khoa học, thế này đọc gì. Không ạ? Tôi gọi đó là tấm lòng không cởi mở, còn định kiến. Anh chị em hãy đọc Kinh Thánh một cách cởi mở. Nghĩa là gì? Sẵn sàng tin tất cả những gì Kinh Thánh nói. Thậm chí tin luôn cả những gì mà mình chưa có thể giải thích một cách thấu đáo. Ví dụ Kinh Thánh nói ai có thể ẩn mặt khỏi thần Đức Chúa Trời? Nếu ngươi lên trời, Chúa ở đó. Nếu ngươi xuống âm phủ, Chúa cũng ở đó. Tâm trí chúng ta làm sao mà có thể hiểu được một đấng mà có thể vừa ở trên trời mà vừa dưới âm phủ? Không hiểu. Nhưng cái đó đòi hỏi mình tin. Đòi hỏi mình tin. Anh chị em à, tin là vậy đó. Và Kinh Thánh có vô số những chỗ khiến chúng ta phải tin, chứ không phải là chứng minh. Kinh Thánh không có chỗ nào chứng minh có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất. Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-xu sống lại sau 3 ngày, Ngài đã xuống âm phủ. Kinh Thánh không có chỗ nào chứng minh Chúa Giê-xu sống lại. Có đúng không? Kinh Thánh không có chỗ nào chứng minh. Kinh Thánh nói chúng ta phải tin Giê-xu là con Đức Chúa Trời và Ngài đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại sau 3 ngày đã được chôn. Tin đó là đọc với một tấm lòng cởi mở, đức tin và khiêm nhường nữa anh chị em. Khiêm nhường rất quan trọng. Khiêm nhường có nghĩa là mình kém hiểu biết,
mình biết chưa tới. Kiến thức của mình như là hạt cát trong sa mạc so với quyển kinh thánh này, như giọt nước giữa đại dương. Và luôn luôn nói rằng, lạy Chúa, hãy chỉ cho con sự mầu nhiệm của lời Ngài để con có thể biết Ngài. Hãy bày tỏ lời Ngài, luật pháp của Ngài để con có thể biết và biết lời Ngài. Đó là khiêm nhường. Khi chúng ta đọc kinh thánh với thái độ đó, anh chị em à, chúng ta hoàn toàn có thể đá văng tà linh vô tín ra hàng ngàn dặm. Nó không thể bén mảng đến gần chúng ta để cướp lời Chúa được. Đây là cuộc chiến. Đây là cuộc chiến thực sự, không phải với tâm trí con người, với logic khoa học của con người. Cuộc chiến với tà linh vô tín. Tà linh vô tín. Tại sao những người Pha-ri-si không thể tin được? Bởi vì họ có định kiến với Chúa Giê-xu, đúng không? Họ nói Chúa Giê-xu ra từ Nazareth. Có gì tốt ở Nazareth mà bảo chúng tôi tin? Họ không tin Chúa Giê-xu là đấng được sức dầu, là đấng mà cha sai đến. Họ có định kiến, họ chỉ nghĩ rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua chúa, phải có địa vị cao trọng trong xã hội, phải có học thức uyên thâm hơn họ, phải tốt nghiệp trường nọ trường kia. Và họ định kiến với Chúa Giê-xu và họ không thể tin. Anh chị em thấy không ạ? Thậm chí họ còn cho rằng Chúa Giê-xu ra từ Nazareth thì làm gì có sự hiểu biết như họ, làm gì có tiên tri nào ra từ Nazareth. Những con người nhà quê anh thợ mộc này làm sao mà biết hơn tôi. Họ kiêu ngạo. Anh em thấy không? Khi họ định kiến, khi họ kiêu ngạo thì họ trở nên sao anh chị em? Điếc, mù và đơ về mặt thuộc linh. Tà linh bước vô và họ không thể nào chống lại được. Không thể chống lại được. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải biết rằng ma quỷ luôn rình mò xung quanh chúng ta như sư tử rồng. Anh chị em muốn tôi đọc câu kinh thánh đó không? Phi-rơ nhất chương 5 phải không ạ? Anh đọc cùng nhau nha, để chúng ta cùng tỉnh thức được không? Phi-rơ nhất chương 5 câu 17-18 gì đó, tôi sẽ nhờ rồi dở ra cho anh chị em nghe. Đây, Phi-rơ nhất chương 5 đây anh chị em, câu 8 chứ. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rồng, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng chịu đồng chịu một hoạn nạn như mình. Anh em thấy chưa? Nó rình mò xung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ai là người nó có thể nuốt đây? Câu số 9 giải thích cho chúng ta là những người không đứng vững trong đức tin là nó nuốt. Anh em thấy không? Những người không đứng vững trong đức tin là nó nuốt. Những người đọc kinh thánh nghi ngờ, Satan nuốt luôn. Đọc kinh thánh mà chống lại, nó nuốt luôn. Đọc kinh thánh mà có định kiến, nó chống, nó nuốt luôn. Nó biến người đó thành mù lò câm điếc để nó điều khiển làm việc nó mà không biết. Anh em biết người mù không? Người mù muốn ra đường làm gì? Phải có người dẫn, đúng không? Cầm cây gậy rồi có người dẫn đi, đâu biết đi đâu. Và các Pha-ri-si thầy thông giáo thời hiện đại này mù rồi, Sa-tăng đã dẫn đi, nó dẫn đến nhà thờ rồi nó dẫn về nhà, đúng không? Nó dẫn nhà thờ, nó dẫn lên bục giảng, rồi nó mớm cho vài lời để chống lại thánh linh, chống lại quyền phép của Chúa Giê-xu. Rồi nó nói là tốt lắm, được, hôm nay mày làm tốt đấy. Rồi nó dẫn về nhà, nó cho ăn cơm, nó cho ăn ít tiền, nó cho cái xe chạy, sướng quá. Đúng không ạ? Sa-tăng nó dẫn vậy đó. Cho nên kẻ mù mà, kẻ mù thì chắc chắn rồi, không phải sự sáng dẫn đường rồi, không phải thánh linh rồi, kẻ mù là tối tăm. Sa-tăng nó chia cái cây gậy nó ra rồi nó dẫn mấy anh đó đi làm công việc của nó, đúng không ạ? Rồi điếc mà, nghe biết gì đâu, Chúa nói gì có biết đâu, thánh linh phán cũng không biết, những người bạn tốt nói khuyên cho cũng không biết, đúng không ạ? Cho nên là cứ nói theo cái gì mà
cái thằng Satan nó hét vô lỗ tai thôi, đúng không ạ? Nó mớm cho, thế là điếc mù đơ. Cho nên chị em, người nào không đứng vững trong đức tin, nghĩa là không tin toàn bộ Kinh Thánh, thì Satan nó làm gì? Nuốt. Nó nuốt người đó. Vì vậy sứ đồ Phi-rơ nói là hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu một cảnh như thế. Khi tôi nói với anh chị em nghe tôi, anh chị em cũng biết rằng tôi và anh chị em cũng đang đồng trong một cuộc chiến. Và linh vô tín rất thích làm mù, làm điếc, làm đơ con cái Đức Chúa Trời. Kẻ nào mà nó có cơ hội là nó xong vô rồi, anh chị em thấy không? Nó rình mờ xung quanh. Rình mờ xung quanh. Khi anh em sơ hở nó xông vô và nó làm cho mình trở nên mù lòa tâm điếc. Nghe không? Anh chị em, cho nên hãy cẩn thận nha. Hết sức cẩn thận. Amen. Đó anh chị em, ba phần hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em để thức tỉnh chúng ta. Chúng ta đừng đi theo vết xe đổ của những Pharisee và thầy thông giáo thời hiện đại. Đừng để mang của người Pharisee thầy thông giáo hiện đại ám vào anh chị em mình. Muốn được như vậy thì đừng tiếp cận với họ. Đừng nghe họ. Đừng ngồi chung với họ. Đừng ăn chung với họ. Đừng nghe họ giảng. Nói như nãy người chị em chúng ta nói đó, đăng xuất họ khỏi cuộc đời mình luôn. Tha thứ cho họ. Đừng nặng lòng gì cả. Họ chịu trách nhiệm với cuộc đời họ với Chúa. Chúng ta hãy lo chính mình với Chúa. Được không? Amen. Rồi, thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh em, đó là cách mà ma quỷ nó làm mù làm điếc. Nó làm mù làm điếc anh chị em là bởi vì anh chị em cho nó cơ hội. Khi chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta không tin, nghĩa là không hiểu á, không tin, chống lại, hoặc là không vâng lời, hoặc là phản bác, thì ma quỷ vô tín nó đến, nó cướp lấy lời đó và nó ám anh chị em, khiến cho người đó trở nên mù, điếc và đơ. Không ạ? Mù điếc và đơ. Đó là sự thật lời Chúa nói chứ không phải tôi nói. Lời Chúa nói không phải tôi nói nha. Mác chương 4. Đúng không ạ? Khi một người nghe đạo mà không hiểu gì, nghĩa là không tin ấy, thì ai đến lấy? Ma quỷ đến. Vì vậy chân lý mà chúng ta học ở phần 2 là gì anh em? Khi chúng ta đọc lời Chúa với đức tin, với lòng cởi mở và thuận phục, thì chúng ta thu hút Đức Thánh Linh. Nhưng khi chúng ta đọc lời Chúa với thái độ vô tín, với thái độ chống nghịch, với thái độ phản bác, thì chúng ta thu hút tà linh. Và phần thứ ba, cách để chúng ta chiến thắng, đó là hãy trở nên như con trẻ, tha thứ tất cả mọi người, đem tất cả mọi vấp phạm trong tấm lòng mình bỏ ra ngoài, và đọc lời Chúa bằng tấm lòng, đọc lời Chúa với tấm lòng cởi mở và khiêm nhượng. Cởi mở và khiêm nhượng. Cởi mở có nghĩa là không thành kiến, không định kiến. Chúa nói sao con nghe vậy? Vì con tôn kính Ngài. Lạy Chúa con tôn kính Ngài, cho nên lời Ngài là chân lý của lòng con. Con không có thắc mắc gì hết. Ngài nói sao con tin vậy. Lạy Chúa, Kinh Thánh là lẽ sống của con. Amen không anh chị? Amen, amen và amen. Tôi kết thúc ở đây. Và tôi xin những lời này giúp đỡ anh chị. Những ai nghe tôi mà muốn trao cuộc đời mình cho Chúa, những ai nghe tôi buổi tối hôm nay mà muốn ăn năn những gì mình đã từng chống lại Thánh Linh của Chúa, thì anh chị em hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này. Kính lạy Đức Chúa Trời, con xin ăn năn tội lỗi của con, vì con đã sống trong sự vô tín với lời Ngài. Con đã chống lại Thánh Linh và kế hoạch cứu rỗi của Ngài, kế hoạch trang bị của Ngài cho cuộc đời con. Giờ này con xin huyết Chúa Giêsu tha thứ cho con, tẩy rửa con sạch và tái đổ đầy con Thánh Linh của Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào lòng con và làm sự sáng cho con. Giúp con hiểu Kinh Thánh, giúp con thấy Kinh Thánh, giúp con có thể cởi mở với Kinh Thánh. Con tạ ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì tấm lòng của anh chị em đã theo dõi và lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta đến phần cầu nguyện. Amen anh chị em. Tôi rất là tin
khi mình cầu nguyện, thần của Chúa hành động. Vì Thánh Linh thì ở khắp mọi nơi. Bất kỳ ai tin thì Ngài chữa lành. Ai tin, Ngài giải cứu. Ai tin, Ngài ban phước. Và Ngài làm đầy lòng những ai thực sự cởi mở với Ngài, khát khao Ngài. Anh chị em ơi, chúng ta hãy chiến trận giờ này. Bất cứ những quyền lực nào, kể cả là linh vô tính, bất kể đó chính là Satan, thì đứng trước Đức Thánh Linh, nó cũng như con ruồi con nhặng thôi anh chị em. Nó phải ở dưới chân chúng ta, vì nó không còn một quyền lực nào cả. Chúa Giê-xu đã tước toàn bộ quyền lực của nó và khiến cho nó trở thành kẻ bại trận đáng chê cười. Chỗ của Satan giờ này chỉ là hồ lửa đời đời đang đợi nó thôi. Cho nên tôi muốn hơn 400 anh chị em đang lắng nghe tôi giờ này, hãy chống lại những quyền lực, hãy chống lại những thế lực, hãy chống lại những kẻ vô hình đằng sau những năng đề của anh chị em, được không? Vô hình đằng sau những thất bại, những đau buồn, những bệnh tật của anh chị em, đằng sau những nợ nần, những xung đột của anh chị em, đó là kẻ vô hình, đó gọi là Satan ma quỷ. Thậm chí có một số anh chị em đọc Kinh Thánh không hiểu, đọc Kinh Thánh buồn ngủ, đọc Kinh Thánh cảm thấy rất là chán, khô. Anh chị em ơi, đừng nghĩ đó là mình, Satan núp đằng sau. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy hiểu cuộc chiến của mình, và mình phải biết chống lại ai. Chúng ta không chống lại con người, chúng ta không chống lại hệ thống tôn giáo, chúng ta không chống lại cái triết lý hay cái lý luận của con người, đầu óc con người, sản phẩm của con người. Chúng ta chống lại những kẻ thực sự có hiểu biết, có khôn ngoan, có năng lực, nhưng nó không có thân thể thôi, gọi là ma quỷ. Chúng ta lấy danh Chúa Giê-xu chống lại thì nó phải rời đi. Amen anh chị em. Kinh Thánh chép rằng ai tin Ngài, ai tin ta, lấy danh ta mà trừ quỷ. Hôm nay bất kể điều gì trong quá khứ đang hành hại anh chị em, bất kể điều gì trong quá khứ đang hành hại hiện tại, đang ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại và tương lai của anh chị em, bất kể là gì, dù đó là bệnh tật, dù đó là nỗi đau, dù đó là tổn thương, dù đó là cay đắng, hay dù đó là sự thất bại nợ nần, dù đó là những sự ruồng bỏ nào mà anh chị em đã từng nếm trải ở trong quá khứ, nhưng hiện nay nó đang ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của anh chị em, thì tôi ngắt kết nối của nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tôi ngắt kết nối nó giờ này khỏi anh chị em trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tôi ngắt kết nối toàn bộ những thứ gì trong quá khứ hiện đang ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của anh chị em. Tôi ngắt kết nối nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Giống như củ sạc đang cắm vào điện thoại, đang sạc pin, và tôi lấy kéo tôi cắt và hoàn toàn ngắt nguồn điện khỏi anh chị em. Ma quỷ có thể dùng bệnh tật, đau buồn, tổn thương, nợ nần, thất bại để nó cấm củ sạc đó vào đời sống anh chị em. Anh em hiểu ý không ạ? Và nhân danh Chúa Giê-xu, nghe tôi đây, tôi cắt củ sạc đó khỏi đời sống anh chị em giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể củ sạc đó là bệnh tật, tôi cắt nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể củ sạc đó là tà thuật, lên đồng bối khoa, thờ lại ma quỷ, thờ lại đồng cốt, thờ lại người chết, tôi cắt kết nối trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể đó là sự tổn thương cay đắng ruồng bỏ trong quá khứ, tôi ngắt kết nối nó trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể đó là những tội lỗi ghê gớm như tà dâm, ngoại tình, bậy bạ, giết người, nghiện ngập, tôi ngắt kết nối nó trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Anh chị em ơi, hãy mở môi miệng mình ra và đón nhận giờ này. Tôi ngắt kết nối toàn bộ củ sạc của Satan đối với đời sống của anh chị em giờ này. Tôi lấy kéo của Đức Thánh Linh cắt nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cắt nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Cắt nó giờ này trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Và Satan, toàn bộ những thứ mày bỏ lại trong đời sống của họ, hãy rời đi. Hãy đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Ta ra là mày đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Mọi uế linh đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Mọi điều gì mày đã thả vào cuộc đời của anh chị em ta mới đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Bất kể mày tên gọi là gì, ta ra là mày đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Ta ra là mày đi ra trong danh Chúa Giê-xu quyền năng.
lửa thánh linh giờ này giáng đổ xuống từ ngoài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa từ đỉnh đầu đến gốc chân giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa từ đỉnh đầu đến gốc chân giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta chống lại mày giờ này. Hỡi Satan, hãy nghe đây, ta phá hủy mày giờ này. Hỡi Satan, hãy nghe đây, ta phá rối mày giờ này. Hỡi Satan, ta đốt nóng mày giờ này. Hỡi Satan, ta bẻ gãy mọi xiềng xích mày giờ này. Tất cả những xiềng xích, tất cả mọi thứ gì đang ràng buộc những người nam người nữ ở đây, ta bẻ gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta đập tan giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể nó là gì, bất kể nó là trong kinh doanh, trong tiền bạc, trong tài chính, trong gia đình, trong sức khỏe, trong mối quan hệ, trong chức vụ, trong tâm linh, tâm lòng, thân thể, ta bẻ gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày Satan rời đi, uế linh rời đi, mọi uế linh rời đi, mọi uế linh rời đi, mọi uế linh rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh ta bảo mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cảm thấy là cần nhắc một số anh chị em đặt tay dưới phần bụng dưới của mình, đặt tay dưới phần bụng dưới của mình. Những người mà thường mơ thấy ăn trong giấc mơ nè, những người đã từng đi cúng bái nè, những người ăn đồ cúng nè, những người uống bùa nè, những người đòi bắt nhang nè, những người nhảy đồng hầu đồng nè, những người tà dâm nè, những người hay mơ thấy chồng thuộc linh, vợ thuộc linh nè, đặt tay vào bụng dưới cho tôi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, uế linh đi ra khỏi họ giờ này. 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 Uế linh đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa thiêu mày, 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 lửa thiêu mày. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa thánh linh thiêu mày, lửa thánh linh thiêu mày, lửa thánh linh thiêu mày, lửa thánh linh thiêu mày. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Anh em thấy bắt đầu trên bụng dưới nó sôi lên. Nó cuộn lên. Những anh em thấy nó cuộn lên. Cuộn lên. Anh em hãy nghe tôi đi. Nhân danh Chúa Giêsu. Trục nó ra. Trục nó ra. Trục hết ra. Trục hết ra. Những con quỷ thất bại, giới hạn, những con quỷ bệnh tật, đau yếu, ung thư, mạng tính, những căn bệnh nan y, những căn bệnh đang hành hạ anh chị em, những căn bệnh bại liệt, bại sụi, đuôi mù, câm điếc, trong danh Giêsu, ôi linh đi ra, ôi linh đi ra, ôi linh đi ra, ôi linh đi ra, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi, Holy Ghost Fire, lửa thánh linh giờ này. Lửa thánh linh giờ này, lửa thánh linh đốt mày 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 giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa thánh linh đốt mày giờ này, lửa thánh linh đốt mày giờ này, linh bệnh tật đi ra, linh nghèo đói đi ra, linh nợ nần đi ra, linh áp chế đi ra, linh ô uế đi ra, linh tình dục đi ra, những linh chồng thuộc linh, vợ thuộc linh đi ra, linh nổi loạn đi ra, linh bất an lo lắng đi ra, linh sợ hãi đi ra, mọi tà linh đang hành hại con người, tên gọi mày là gì, đi ra, come out, rồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh chị em cộng tác với tôi, cộng tác, cộng tác, cộng tác, cộng tác, thống cổ toàn bộ những con quỷ đã ra khỏi đời sống anh chị em giờ này. Những ai trào ra, nó có thể ra bằng đường mũi, đường miệng, hơi hôi hám, anh chị em có thể cảm thấy ối, mửa hoặc khạc nhổ, hay là tự nhiên hắt xì hơi, có người thì ra đường hậu môn, ham mồ hôi. Trong danh Giêsu, anh chị em phải tin rằng ma quỷ rời khỏi mình. Ma quỷ rời bởi vì Đức Thánh Linh đang hiện diện ở đây. Đức Thánh Linh đang hiện diện ở đây. Đức Thánh Linh ở đây với tôi và cũng ở đó trong phòng của anh chị em. Trong phòng của anh chị em, trong phòng của anh chị em, đây dãy Thánh Linh, đây dãy lửa Thánh Linh, trong phòng của anh chị em, thiên sứ đứng dày đặc ở đó. Tôi công bố trong danh Giêsu, Cha gửi xuống hàng vạn thiên sứ đến từ mỗi phòng giờ này, mỗi phòng giờ này, mỗi phòng mà họ đang kết nối với Thánh Linh giờ này, kết nối với live stream giờ này, thiên sứ đang đứng ở đó, trói toàn bộ con quỷ lại giờ này, trói toàn bộ ma quỷ lại giờ này,
trói toàn bộ những kẻ gây hại cho anh chị em, gây liếc, gây câm, gây mù cho anh chị em, gây nợ nần, gây đau đớn, gây áp lực, áp chế cho anh chị em, gây sự mù lo, thiếu hiểu biết cho anh chị em. Tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu, mọi tà linh buồn ngủ hãy rời đi, những tà linh thiếu hiểu biết hãy rời đi, những tà linh mù lo hãy rời đi, tà linh vô tín câm điếc hãy rời đi, rời, rời, rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Linh bệnh tật hãy rời đi giờ này. Ra đi, toàn bộ những căn bệnh, bệnh về xương khớp, bệnh về nục phủ ngũ tạng, bệnh trong gan trong thận, bệnh trên đầu, bệnh trên tiền đình, nhức đầu, đau đầu, hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi muốn anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Ai đau ở đâu đặt tay vào chỗ đó. Ai đau ở đâu và đặt tay chỗ đó và cầu nguyện theo tôi. Trong danh Chúa Giêsu, tao ra lệnh cho căn bệnh này. Anh em nói căn bệnh lớn lên. Tao ra lệnh cho căn bệnh này rời khỏi thân thể của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho căn bệnh điếc tai này hãy rời đi. Ta ra lệnh cho căn bệnh đau đầu hãy rời đi. Ta ra lệnh cho căn bệnh u tuyến giáp này hãy rời đi. U trong ngực hãy rời đi. U trong tử cung hãy rời đi. U trong dạ dày hãy rời đi. U trong trực tràng hãy rời đi. Bệnh trĩ này hãy lành đi. Bệnh thận hãy lành đi. Gan hãy lành đi. Anh chị em hãy ra lệnh, ra lệnh, ra lệnh, ra lệnh hãy lành. Tôi công bố toàn bộ căn bệnh trên thân thể anh chị em lành giờ này. Lành giờ này, lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lành đi, lành đi. Tôi tuyên bố tôi quở trách những bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp. Toàn bộ những thân thể bại sụi hãy đứng dậy mà đi. Toàn bộ những thân thể bại sụi hãy đứng dậy mà đi. Những ai tiểu đường ta công bố sự tự do. Tất cả những người cao huyết áp, những người tiểu đường, những người bại sụi, những người thần kinh, những người động kinh, tôi công bố sự tự do. Tôi giải phóng anh em giờ này trong danh Giêsu con Đức Chúa Trời. Tôi giải phóng anh em giờ này trong danh Giêsu con Đức Chúa Trời. Đứng dậy khỏi giường bệnh của mình. Đứng dậy khỏi giường bệnh của mình. Đứng dậy và tự do. Đứng dậy và được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng con Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng con Đức Chúa Trời. Hãy lành, hãy lành, hãy lành, hãy lành. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy công bố sự chữa lành của mình với đức tin đầy tròn. Bởi lần roi Chúa Giêsu anh chị em đã được lành. Ngài đã gánh lấy bệnh tật của anh chị em. Và giờ anh chị em phải lành. Bất kể nó là bệnh gì, không có bệnh gì mà Chúa Giêsu không chữa được. Không có nan đề nào mà Chúa Giêsu không giải quyết được. Hãy tin điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tin điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nhận lãnh giải pháp cho nan đề của anh chị em giờ này. Tôi công bố giải pháp giờ này. Giải pháp trong danh Chúa Giêsu. Giải pháp đang đến cho nợ nần của anh chị em. Giải pháp đang đến cho sức khỏe của anh chị em. Giải pháp đang đến cho gia đình của anh chị em. Giải pháp đang đến cho chức vụ của anh chị em. Giải pháp đang đến cho con cái và tương lai của anh chị em. Giải pháp, giải pháp, giải pháp trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này. In Jesus mighty name. Đón nhận đến chị em những ai xương khớp đau vai gáy, đau cột sống, đặt tay vào vai gáy cột sống của mình. Tôi công bố nó phải lành giờ này. Tôi công bố nó phải trở lại giờ này. Hỡi những viêm nhiễm, vôi hoa, bệnh gút, bệnh xương khớp, hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục tuyên xưng sự chữa lành của mình. Tiếp tục tuyên xưng sự tự do của mình. Tuyên xưng sự tự do của mình. Hãy tin, hãy tin, hãy tin. Tôi nói với anh chị em, mọi sự đều được cho những ai tin. Anh chị em đừng để ý đến bất cứ điều gì người ta nói. Hãy tin Chúa Giêsu là đấng chữa lành của anh chị em. Chúa Giêsu là đấng giải cứu của anh chị em. Bất kể ai nói gì, Giêsu muôn đời không đổi thay. Trong danh Chúa Giêsu hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận sự chữa lành. Tôi chạm đến anh chị em giờ này. Tôi chạm đến anh chị em giờ này. Tôi chạm đến anh chị em giờ này. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name. Anh chị em ơi, hãy comment xuống bên dưới. Hãy viết xuống bên dưới những gì Chúa Giêsu đã vừa làm cho anh chị em. Những sự tự do, những sự giải cứu, những sự đủ quỷ, những sự chữa lành mà anh chị em vừa nhận được. Hãy viết xuống bên dưới anh chị em ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Ngài vẫn đang làm công việc của Ngài trên khắp đất nước chúng ta, trên khắp các hội thánh của Chúa,
từ Bắc chí Nam, sự phấn hưng đang đến trên dân tộc này, không thế lực nào có thể ngăn trở được, không một quyền lực âm phủ nào có thể chặn đứng được. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy làm chứng lên cho em, hãy làm chứng xuống bằng những sự comment của anh chị em xuống bên dưới nào. Chúa đang vừa làm điều gì? Chúa đang vừa làm điều gì cho anh chị em viết xuống nào? Chữa lành không còn đau đầu nữa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Tiếp lên cho em viết rõ ràng trước mình làm sao, sau khi cầu nguyện điều gì xảy ra và bây giờ như thế nào. Viết xuống anh chị em để những người khác người ta nhìn thấy Chúa Giêsu chúng ta là đấng hằng sống phục sinh. Wow, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, tôi chúc phước cho anh chị em, tôi chúc phước cho anh chị em, tôi chúc phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài vì hội thánh của Ngài, cảm ơn Ngài vì tất cả anh chị em đang tâm mặt buổi tối hôm nay. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, thật là tuyệt vời. Chúa chữa lành nhức đầu viêm son, cảm ơn Ngài. Những ai mà được giải cứu khỏi ma quỷ cũng hãy comment xuống nha anh chị em. Anh chị em được giải cứu trong danh Chúa Giêsu, bởi danh Giêsu hoạt động, danh Giêsu quyền năng đang hành động, hành động trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và anh chị em ngáp và ói ra quần áo. Oh wow, cảm ơn Ngài, giải phóng gia đình con cái, cảm ơn Ngài. Oh, cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Những ai mà ói ngáp rồi, những ai mà được Chúa giải phóng khỏi cái gì đó, đuổi con quỷ ra như thế nào đó, hãy viết xuống cho tôi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Chúa ban phước cho anh chị em. Cầu nguyện thì Chúa đã chữa lành hết đau đầu, cảm ơn Ngài, tôi được tự do khỏi bệnh. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Chúa đã phục hồi tâm linh con sau khi nghe bài giảng và cầu nguyện. Cảm ơn Ngài. Wow, đặt tay dưới bụng dưới và cảm ơn Chúa. Ồ, tạ ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hắt hơi sổ mũi đau xương khớp, cảm ơn Ngài. Ngáp và nước mắt ra rất nhiều. Wow, cảm ơn Chúa. Tà linh liên tục thoát ra bằng đường miệng, ngáp rất to. Wow, tạ ơn Ngài, tuyệt vời. Đó, thấy anh chị em thấy không, Chúa giải cứu rất nhiều người ở đây. Tôi tin rằng rất nhiều người được Chúa giải cứu một cách ngoạn mục khi chúng ta cầu nguyện cùng nhau trong danh Chúa Giêsu. Và khoảng cách không gian thời gian đâu có thể nào ấy được. Thùy Dương ở Mỹ được Thánh Linh thăm viếng, nước mắt chảy ra, hơi hôi trong miệng xả ra. Wow, Chúa chữa lành rất là nhiều. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lời chứng của anh chị em. Một lần nữa, xin Chúa ban phước cho anh chị em buổi tối hôm nay. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời khi Chúa động chạm hơn 460 mấy anh chị em lúc hồi nãy. Tạ ơn Chúa thật là nhiều vì tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến lời Ngài của anh chị em. Và hết cả linh hồn, tôi muốn anh chị em được bình an, vui thỏa và tăng trưởng trong Chúa. Không điều gì có thể thắng hơn đấng ở trong chúng ta đâu. Anh chị em hãy bình an, bình an và bình an. Amen anh chị em. Hãy nhớ nha, kết nối với nhau và cùng nhau thờ phượng Ngài. Tôi tin rằng Chúa giấy hội thánh nhà môn dân lên để làm cứng cáp dân sự của Đức Chúa Trời và khiến họ không còn ngây thơ nữa đâu. Tôi đảm bảo những ai kết nối hội thánh nhà môn dân không còn ngây thơ nữa, không còn ngây thơ. Quỷ không dễ lừa đâu, vì thấy hết mà, biết rõ ruột gan hết mà, lừa sao được. Thôi anh chị em, rồi xin chào tạm biệt anh chị em, chúc anh chị em ngủ ngon trong sự ban phước của Chúa. Xin chào tạm biệt. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.